Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và Tiền trên kênh truyền hình FPNC. Trong chương trình kỳ này, mời quý vị theo dõi những nội dung chính như sau. Bác sĩ và doanh nhân cùng tìm hiểu về bệnh lý tan máu bẩm sinh thalassemia. Sống vui sống khỏe cùng tìm hiểu về những ứng dụng của công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe của mọi người. Hỏi đáp sức khỏe, giải đáp câu hỏi khán giả về những ảnh hưởng của bệnh lý tim mạch. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5 vừa qua đã đánh dấu mốc son lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân ở Việt Nam đã thực hiện ca mổ ghép giác mạc với phương pháp mới nhất trên thế giới. Ngày 21 tháng 5, Bệnh viện Pháp Việt đã trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Việt Nam thực hiện ca ghép giác mạc với phương pháp mới nhất, chỉ thay thế những lớp giác mạc có vấn đề và giữ lại những lớp bình thường. Với thủ thuật mới này, tỷ lệ ghép thành công có thể lên đến 98%, đảm bảo ít biến chứng hơn, giúp bệnh nhân có thị lực tốt hơn so với các phương pháp ghép thông thường trước đây khi bác sĩ phải thay toàn bộ giác mạc. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật là giáo sư Donald Tân, nguyên giám đốc y khoa của Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore. Bên cạnh việc được chính giáo sư thăm khám và phẫu thuật, nguồn giác mạc sử dụng cho bệnh nhân được nhập khẩu từ các ngân hàng mắt lớn nhất Mỹ và Singapore, những nơi xử lý và bảo quản giác mạc được hiến tặng tốt nhất thế giới. Hai bệnh nhân được phẫu thuật ghép giác mạc vào ngày 21 tháng 5 sẽ được tiếp tục chăm sóc hậu phẫu bởi các bác sĩ chuyên khoa mắt tại Bệnh viện Pháp Việt. Sau hai ca này, giáo sư Donald Tân sẽ tiếp tục thăm khám và phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân khác tại bệnh viện này. Năm 2015, trung bình mỗi người Việt đã uống trên 53 lít nước giải khát, 38 lít bia nhưng chỉ có trên 14 lít sữa. Đây là thông tin được bà Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua. Lượng nước giải khát kể trên là khá cao, tương đương mỗi tuần hơn 3 lon hoặc 3 chai nước giải khát hay nước ngọt. Bà Mai cho hay, nước giải khát hay nước ngọt góp phần làm lượng đường tiêu thụ tăng cao trong 10 năm qua. Lượng đường từ bánh kẹo và nước giải khát đã làm tăng lượng đường tiêu thụ lên 211%. Trong khi đó, do những sai lầm trong nuôi dưỡng, 5 năm gần đây, dù năm nào cũng có can thiệp bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ dưới 3 tuổi, tuy nhiên tỷ lệ trẻ thiếu vitamin A tiền lâm sàng chỉ giảm được 1%. Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn bộ số mẫu muối ăn lấy tại các địa phương khu vực miền Trung có xảy ra hiện tượng cá biển chết bất thường. Khi kiểm tra, các chỉ tiêu kim loại nặng như chì, arsen, cadimi, thủy ngân đều đạt yêu cầu trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Cụ thể, tại Hà Tĩnh, địa phương có cá biển chết bất thường, 3 trên 3 mẫu muối từ 3 khu vực sản xuất muối niên vụ 2016 đều có kết quả phân tích đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. Tại các tỉnh Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận gần địa phương có cá biển chết bất thường, 9 trên 9 mẫu muối đều đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. Còn tại Quảng Bình, địa phương đã có văn bản thông báo tạm dừng sản xuất muối từ thời điểm xuất hiện cá biển chết bất thường đến nay. Vào hôm thứ Ba ngày 24 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã thông báo thêm một trường hợp nhiễm virus Zika tại thành phố này. Theo đó, một người đàn ông 35 tuổi đến từ thành phố Phong Đài đã có những dấu hiệu nhiễm virus Zika như phát ban và sốt sau khi trở về từ Bolivia. Ngay sau đó, người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện và xét nghiệm dương tính với virus Zika. Hiện ông đang được theo dõi và điều trị. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của thành phố cho biết, dịch bệnh virus Zika có khả năng xâm nhập vào Bắc Kinh vì người dân của thành phố này thường xuyên làm việc hay đi du lịch tới các quốc gia đang bị dịch bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, khả năng bệnh lan truyền ở Bắc Kinh hiện tương đối thấp. Phát biểu tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 69 tại Thụy Sĩ diễn ra hôm 23 tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc WHO bà Margaret Chan đã lên tiếng cảnh báo về sự xuất hiện các loại dịch bệnh lây lan cũng như hàng loạt thảm họa do con người gây ra. Theo Tổng giám đốc WHO, xây dựng các hệ thống y tế mạnh là giải pháp phòng chống dịch bệnh đầu tiên mà chúng ta cần hướng tới. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh việc phản ứng chậm trễ và thiếu hiệu quả như khi đối phó với dịch Ebola trong thời gian qua là một thất bại không thể để lặp lại. Cũng tại hội nghị, Tổng giám đốc WHO đã dành lời khen ngợi giới chức y tế các nước đã đạt được các thành tựu lớn trong những năm gần đây, trong đó có việc loại trừ bệnh bại liệt ở trẻ em và phòng chống các tác hại của thuốc lá. Chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây sẽ là chuyên mục Bác sĩ và Doanh nhân.